Thế thôi, còn cái khuyết điểm của em là hút thuốc thôi. Bằng nói tối được, chị làm Hoa được, luôn. Dạ. Làm được, nói được luôn. Nâng lên cũng là mình mà đưa xuống là mình luôn. Vâng, cũng tất cả tháo dỡ cũng là mình luôn. Đúng rồi. Hay quá. Hay quá. Em thì bây giờ em chỉ cần người cách đối nhân xử thế trong gia đình, đằng nội và đằng ngoại. Thế là vậy thôi. Nhà chồng và nhà vợ thế thôi. Không cần gì hết. Trời, dễ thương quá à. Cái khoảng cách ấy không xa lắm. Vậy anh bỏ rồi, mẹ đi thì anh con một mà. Thì làm sao mà bỏ mẹ mà đi được. Đấy. Không thể nào mà bỏ được. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Dạ. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Công Lan, chào quý vị khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Minh Công. Em năm nay em 47 tuổi, em sống ở Hải Dương. Rồi Hải Dương mình bay vào đây hả? Em mới bay tối hôm tây sơ. Rồi đó coi Hải Dương mình làm gì ngoài đó? Em làm nghề tự do lại bên xe lưng, em nhận ngoài cũng được tự do. Vì em hiện giờ em cũng vẫn đang kinh doanh cả cà rốt, đang kinh doanh cả, nói chung là cái gì mình làm được, có tiền thì mình làm thôi. Hay quá. Vì làm nghề tự do mà. Ừ. Hải Dương là cách thành phố Hà Nội, thủ đô 45 cây. 45 cây. Dạ. Bánh đậu xanh. Đúng rồi. À, mời nhà gái. Rồi giới thiệu về mình nha. Chào khán giả đã xem đài truyền hình và khán giả trong trường quay và chào hai MC. Dạ. Em là Phạm Thị Khoa, năm nay 47 tuổi, quê Thanh Hóa nhưng mà sống tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nhập từ làm tự do. À, Thanh Hóa thì cũng khu vực phía Bắc mà. Vâng, từ em vô Thanh Hóa chắc khoảng 300 cây. Rồi bây giờ mình nói cho nhà gái biết là ưu điểm khuyết điểm của mình đi công. Em thì cái ưu điểm của em thì cái là làm được, nói được. Thế thôi, còn cái khuyết điểm của em là hút thuốc thôi. Bằng nói được, chị làm Hoa được luôn. Dạ. Làm được, nói được luôn. Nâng lên cũng là mình mà đưa xuống là mình luôn. Vâng, cũng tất cả tháo dỡ cũng là mình luôn. Đúng rồi. Hay quá. Hay quá. Hút thuốc nhiều không? Có ngày thì cũng hút tới gần gói. Trời ơi, nhiều quá. Thuốc lào không? Không ạ, à, hút thuốc lá. Rồi. Anh ơi, nếu như mà mình có cơ hội mình bỏ thì mình bỏ đi nha anh ơi. Kể ta cái đó nó không tốt cho sức khỏe. Nhất trí nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nghe ưu điểm với khuyết điểm của chị Khoa nè. Ưu điểm của Khoa thì cũng tự tin, nhưng mà khuyết điểm thì cũng thẳng thắn và nói chung là hơi nóng tính. Hiện nay thì Công sống với ai ngoài Hải Dương? Em thì trước đây em lập gia đình một lần rồi. À. Đó, em thì có hai cháu. Hai cháu. Cháu lớn là nhiêu? Cháu lớn thì sinh năm 2000. Là trai hay gái? Là cháu gái. Cháu thứ hai là cháu trai sinh năm 2001. Rồi. Cháu gái hiện tại giờ thì em mở cửa hàng cho trên Hà Nội. À. Cháu trai thì cũng làm đang trên Hà Nội hết rồi. Vậy là có cửa hàng luôn, riêng luôn rồi. Dạ. Trời, giỏi quá. Còn tình trường của mình sao chị Khoa? Tình trường thì mình chỉ có yêu một người và lấy một người. Kết hôn năm 96. Dạ. Nhưng mà đến năm 2014 hôm nay ông xã bệnh mất. À. Chứ không phải ly hôn. Dạ. Thì em lập nghiệp ở ngoài Nghệ An, sau khi chồng mất thì năm 2014, cuối năm 2017 thì mẹ con lại bắt đầu là cư vào Sài Gòn. Cái là nhà của mình luôn á hả? Dạ. À. Giỏi quá. Giỏi quá rồi. Thôi bây giờ mình muốn có một cái người cùng đi với mình quãng đường còn lại là như thế nào? Em trước đây ấy, thì em cũng không nghĩ là bước đi bước nữa. Nhưng mà giờ càng ngày con cái lớn lên ấy, thì mình cảm thấy giống như sau này cần có một người đồng hành cùng mình. Đúng rồi. À, tiêu chuẩn thì em cũng không đòi hỏi nhiều. Quan trọng là người đó là phải tử tế. Em cũng còn cả gia đình bên nội. Tại vì em vẫn đi lại nên người ta phải thông cảm. Không, điều đó thì em nghĩ chắc chắn là những người đàn ông hiểu chuyện thì họ sẽ họ sẽ tôn trọng điều đó và họ sẽ ủng hộ điều đó thôi chị. Nhà gái đưa ra cái tiêu chí vậy, nhà trai đáp ứng khoảng được nhiêu phần trăm? Mình nói trước thì cũng khó, nhưng mà mình đáp ứng được khoảng 60% đi. Hơn đó. Em chào nhà trai. Dạ chào chị ạ. Qua đây để em coi mắt nhà trai như thế nào. Em về em còn tính toán với chị em nữa. Anh ơi, nãy giờ anh nói về tiêu chí bạn gái anh chưa? Chưa. Em thì bây giờ em chỉ cần người cách đối nhân xử thế trong gia đình, đằng nội và đằng ngoại. Thế là vậy thôi. Nhà chồng và nhà vợ thế thôi. Không cần gì hết. Trời, dễ thương quá à. Anh đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với cả cậu, mợ với em. Xin chào chương trình, xin chào MC Quỳnh Linh, xin chào cô Ngọc Lan. Mong hai cháu nó tìm hiểu với nhau, làm sao đi đến được cái tốt đẹp hơn. Thì chuyện làm cậu thì chỉ mong thế thôi. Dạ. Ủa sao cậu nó tiếng Nam mà cháu nó tiếng Bắc hả? Vâng. Bố di cư. À. Ông ngoại em là vô đây năm 54. Di cư. Rồi, cảm ơn cậu. Dạ. Dạ. Ôi, nhà gái, mình đi với ai vậy chị?
Đi với em gái và con trai. Chào anh nhà trai bên này ạ. Chào khán giả trong trường quay ạ. Em là Thắm, hôm nay em 37 tuổi, em gái của chị Khoa. Em thấy anh bên này thì cũng chững chạc, hiền lành. Nhưng em thấy thì nếu mà xét thì hai người không hợp, hai người không hợp. Không hợp chỗ nào? Không hợp chỗ nào ạ? Ví dụ đi. Em thấy thì thứ nhất là anh thì ở Hải Dương cũng xa, mà chị em thì con cái cũng lớn rồi mà ở trong này nữa nè. Rồi em nghĩ là hai người hai tính cách chắc chắn là khác nhau không chị? À. Không ai giống nhau cả. Bây giờ hai người cũng nhiều tuổi rồi á, em sợ nó không còn trai trẻ để mà tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đấy là còn do chị em nữa, đấy là em cảm nhận như vậy. Okay. Cảm ơn bạn. Nếu chúng ta yêu nhau chúng ta có thể thay đổi cuộc sống. Thực ra mà nói bây giờ đến với nhau thì kể cuộc sống ở đâu cũng vậy thôi, cũng là cuộc sống. Đúng rồi. Chỗ nào cũng mình làm được thì mình làm. Có thể Thành phố Hồ Chí Minh mà có cơ hội làm chúng ta vẫn có thể phát triển được. Em trước đây em cũng sống Thành phố Hồ Chí Minh mười mấy năm chứ. Ủa vậy đó hả? Em sống ở đất Bình Dương mười mấy năm rồi. Trời chứ. Ơi vậy mà vậy giờ vô lại có sao đâu? Không phải vì là bây giờ là các bạn Hải Dương giờ nó phát triển. Thế em về đấy thì làm phát triển thì nó nhanh hơn. Bây giờ mình mở rào đi cho hai bên trò chuyện đi. Mở rào. Trời ơi, bà em bà gắt quá. Bắt đầu rồi, đi. Rồi, em mời anh. À. Đây. Chào. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chưa có quà kìa. Dạ, em có món quà gửi tặng anh ạ. Anh cảm ơn nhé. Đó, mà giao với em nhìn thấy anh thì sao? Em nhận xét sao? Đẹp trai. Không, anh thì đẹp trai. Người Bắc thì thường thường hay ăn mặc kiểu vậy thôi, chứ còn thực ra mà nói thì lúc đi làm thì nhìn trông cũng... Nói chung là còn đi mình đi chơi thì đôi khi mình ăn mặc vậy thôi, chứ còn cũng không phải là lúc nào cũng như vậy. Anh thì lái máy suốt thì nói chung người là toàn dầu với mỡ thôi. Dầu mỡ về tắm hết rồi có gì đâu. Hay quá. Rồi. Nhưng mà quan điểm em ở sống ở Sài Gòn mà anh hiện tại đang ở Hải Dương thì em thấy cái quãng đường nó xa thế thì em nghĩ sao? Thì địa lý thì bây giờ, đối với địa lý thì bây giờ nó không có quan trọng nhiều. Quan trọng là có phù hợp để mà đến với nhau hay không thôi. Chứ còn địa lý bây giờ đâu có sáng ăn phở Sài Gòn, chiều ăn phở, trưa ăn phở cơm không, Hà Nội. Anh thì quan điểm của anh thì này, cái gì cũng là cái duyên cái số. Điều đầu tiên anh phải nói vào cái từ duyên đã. Khi có duyên thì cuộc sống ở đâu cũng là cuộc sống. Còn đã không có duyên thì tất nhiên là mình kể cả có gần nhau cũng không có được cuộc sống hạnh phúc được. Nhưng đã có duyên rồi thì cho dù anh ở ngoài Hải Phòng đi chăng nữa, hay Hải Dương đi chăng nữa, em ở Sài Gòn đi chăng nữa, chỉ trong vòng 2 tiếng hồ là mình lại gần bên nhau ngay, có gì đâu. Đúng không? Nhưng quan trọng nhất là cái duyên. Người ta từ nước ngoài ta bay về đây ta còn yêu nhau được mà. Còn cuộc sống thì tất nhiên là yêu nhau được mà. Mình làm ở đâu mà tạo điều kiện cho cái thu nhập cuộc sống của riêng mình nó có đủ khả năng thì mình làm thôi. Anh không quan trọng là phải về ngoài Bắc hay là phải vô Sài Gòn, cái điều đấy nó không quan trọng. Anh thì hiện tại giờ cũng còn mẹ già, còn bố thì mất rồi. Đôi khi thì cuộc sống anh đi làm ngày làm đêm á, cũng không có người ở nhà thì cũng con cái bảo thôi hay là bố lấy vợ đi. Nhưng mà thực ra mà nói là lấy vợ thì cái từ lấy vợ thì nó đơn giản, nhưng mà tìm người để mà nó đồng cảm với mình thì này, thực sự đó là hơi khó. Nếu bây giờ em với anh mà đến với nhau, anh chắc chắn là sẽ không bỏ mẹ ngoài Hải Dương. Thực để ra mà nói như thế trong này, anh nói thế này để em hiểu. Mẹ thì nhà anh thì có một mình anh con trai, hai bà chị gái thì ở Hải Phòng cơ. Thế bây giờ mà mẹ thì ở với anh, nếu mà nói để mà đến được với nhau mà để em cũng có con, em ở trong này, anh có con, anh ở ngoài đó cũng còn mẹ già. Sau này khi bà mất hay như thế nào thì anh mới có quyền anh quyết định đi được. Còn anh cứ nói thật là bây giờ để bảo anh đi vô đây cuộc sống trong này thì chắc chắn là anh không đi được. Đấy là anh nói trước, quan điểm rất chi là rõ ràng. Vì mình đến được với nhau hay không đó là cái sự lựa chọn. Còn bây giờ mình đến với nhau nhưng mà một tháng, hai tháng gặp nhau một lần nó cũng không có gì để mà xa cách cả. Cái đó là quyền của mình có tạo điều kiện cho để mà mình tìm hiểu nhau hay không thôi. Chứ với anh thì anh nghĩ thì nó cái khoảng cách ấy không xa lắm. Bây giờ anh bỏ rồi, mẹ đi thì anh con một mà.
Thì làm sao mà bỏ mẹ mà đi được? Đấy. Không thể nào mà bỏ được. Hai cháu thì ở trên Hà Nội cơ, không có nhà đâu. Nếu như mà phù hợp, mà tìm hiểu cảm thấy mà ok thì vô tư chị ha. Tư đúng không? Dạ đúng, đúng rồi. Rồi bây giờ anh Công hát bài nào đó cho nó ấy tặng cho báo cáo anh Quỳnh Linh nhà em cái hát này em sợ loạn. Thế mà em cũng cuốc bài nào dòng đường sao? Thôi thế thì chị Khoa đi. Chị Khoa là em thấy chị Khoa cũng văn nghệ dữ lắm đó. Chị Khoa có thể tặng cho anh nè, tặng cho khán giả nè bài hát là Tình Anh nhá. Dạ. Thuyền ra sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền như bến sẽ quay về. Ngày anh đi để mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Hay quá. Tiến tới mình nắm tay chị Khoa đi, để mình có coi coi là cái nắm tay đó nó có cảm xúc nhiều hay không. Mình phải tấn công dồn dập vô. Dạ, xin phép anh nắm tay em. Dạ, dạ, dạ. Trời ơi, ủa nắm này hồi hộp quá. Nắm hồi hộp rung. Không, nói chung là run, anh không run đâu, nhưng mà ra là... Anh mắc cỡ hả? Anh mắc cỡ tí. Cỡ lên đây trời thì dạ. Run quá trời luôn. Thôi hai anh chị giờ đứng đối diện nhau, nhìn nhau xíu đi nè. Rồi ạ. Rồi. Nói chung là nhìn thì... Bằng tuổi nhau á. Thấy cũng đẹp, cũng xinh. Chịu ha? Rồi, sao nữa? Chịu ha, chịu ha. Chịu, chịu. Rồi, chịu thì về ghế bấm nút. Bấy giặc chú sĩ ba, điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Nếu được cho nhau cơ hội thì mình mạnh dạn bấm cái nút đó. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Mừng chị. Cho nhau cơ hội để chúng cho ta có cơ hội để tìm hiểu nhau ha. Biết đâu Hải Dương với lại Hải Dương với Thanh Hóa thì Thanh Hóa nó cũng gần lắm. Dạ, em vô Thanh Hóa nhiều mà em biết này. Xin chúc mừng anh chị. Chúc anh chị hạnh phúc nha. Xin cảm ơn hai em. Rồi, biết đâu ngày nào đó Thanh Hóa đón Hải Dương rồi Hải Dương đến Thanh Hóa nha. Rồi. Chúc anh chị hạnh phúc. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ha. Chúng ta cùng chúc cho họ sẽ sớm hiểu nhau, yêu nhau đi suốt cả cuộc đời này. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Hào sảng kiểu như con trai chị nên rất dễ thân với con trai. Nên thành ra chơi một thời gian là tự nhiên nó thành bạn thân. Nên không cái động có ý đồ gì luôn. Bên kia có chơi thể thao môn gì không em? Chắc chơi cũng nhiều môn lắm á. Bánh đũa hả? Chắc có lẽ tốt quá nên ai cũng nhận là em gái hết nên đến giờ mới vậy. Bạn gái thì nhiều lắm nhưng mà dạng như là chắc cậu ta nhát gái quá. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi giới thiệu về mình đi bạn. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn nữ bên kia. Mình là Nguyễn Kim Trọng, quê ở Gia Lai. Hiện tại thì nghề nghiệp chính là làm thiết kế nội thất ở quận 7. Em làm về thiết kế hay bộ phận gì? Em bên bộ phận thiết kế. Thiết kế luôn? Có kiêm luôn cả phần giám sát công trình nơi công ty cần. Rồi, mời bạn gái. Dạ, xin chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh và chào các vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Kiều Khanh, năm nay 24 tuổi. Trời ơi, bạn trai Kim Trọng, bạn gái Kiều Khanh. Kiều Khanh là vô luôn nha em. Chứ Thúy Kiều là không được rồi đó. Thúy ơi, Kiều Khanh quê ở đâu? Dạ, em ở Khánh Hòa chị. Mình đang làm việc ở đâu em? Em hiện tại là đang làm nhân viên quản lý đơn hàng ở quận 7. Vậy là sát bên rồi, có điều kiện rồi đó các bạn. Ưu điểm, khuyết điểm của Khanh là gì? Dạ, em có nhiều tài lẻ.
Ví dụ như hát, múa, thiêu thùa, đan gì thì em đều biết làm. Còn dòng da chánh hả? Dạ, còn khuyết điểm của em á thì còn gấp đôi ưu điểm. Trong người em nó có nhiều cái mâu thuẫn. Em đi chơi với bạn bè thì tính kiểu nhí nhảnh, gọi là nho nhoi á. Còn nhiều lúc thì em lại suy nghĩ lại khá chín chắn, cũng cá tính, nhưng mà muốn nữ tính thì em cũng nữ tính được. Coi như là đa nhân cách, sao cũng được. Ngoài ra thì em hay quên, em hay bị mất đồ. Mẹ em hay nói em là chỉ có những cái thứ gì mà dính trên người em mới không có bị mất thôi. Còn lại là cả cái điện thoại em cũng mất tới 5 lần rồi. Trời đất ơi, mất hoài nha. Vậy bộ em chắc em mất nhiều lắm à. Thì sao, có bạn trai lo rồi. Có gì bạn trai nhắc nhở đúng không? Dạ. Em có khuyết điểm gì, ưu điểm gì? Em thì khuyết điểm của mình đó là nói nhiều. Nói nhiều riết thành nói nhảm. Nói nhảm lâu lâu nó cũng vui chứ bộ. Nhưng mà nói nhảm hoài nó cũng không được tốt lắm á. Còn còn gì nữa không? Nói nhiều chứ mà nhiều khi lại đối với các bạn nữ, các giới thì thường thường rất là nhát. Còn ưu điểm là gì? Em biết nấu ăn, cũng biết vẽ vời. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Hiểu mình. Sao là hiểu nó hơi khó? Có nghĩa là thẳng thắn với nhau mọi chuyện, hiểu nhau từng trong cái lối sống, cái cách ứng xử. Rồi chiều cao, chiều thấp, mập lùn như thế nào? Cũng không có cụ thể lắm, tại vì nó hơi chiều tượng một chút. Tìm người yêu trừu tượng cũng khó lắm á, giống như tìm người trong tranh này kia đó. Nói chung là một cái mẫu người mà cá tính, sống không quá nội tâm. Cá tính, hiểu em. Rồi, sao bạn gái? Được không? Dạ, thực ra là ước mơ của em là muốn làm về thiết kế thời trang à. Mà trước đây thì em không có cơ hội nhiều, nhưng mà em vẫn đang cố gắng học. Nên em nghe ai mà học về thiết kế em cũng thích lắm chị. Thích lắm phải không? Dạ, có thể chỉ em nhiều cái, ví dụ như mấy phần mềm thiết kế, kỹ năng vẽ chẳng hạn. Tình trường của em thì sao? Dạ, hiện tại thì em chưa quen ai chị. Thôi đi học không ai đeo đuổi mình hả em? Dạ không, tại vì tính cách của em cũng dạng như kiểu hào sảng, kiểu như con trai chị, nên rất dễ thân với con trai. Nên thành ra chơi một thời gian là tự nhiên nó thành bạn thân. Nên không cái là không có ý đồ gì luôn. Dạ đúng rồi, em cũng không có ý đồ gì với nó nữa. Trời đất ơi, thôi được rồi. Thì bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thì hy vọng là một người người ta có cái suy nghĩ chị hiện đại, tiến bộ. Phải thoáng, nó phải mở, đừng có bó buộc một cái vấn đề gì đó. Về ngoại hình, vóc dáng, em có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Dạ, em thì em luôn thích những bạn nam cao. Là tại vì em cũng hấp. Cao nhiêu? Mét 7 trở lên chị. Mét 7 trở lên, bên kia cao nhiêu em? 71. Còn gì nữa không? Bạn thích chơi thể thao, thích chơi bóng rổ. Bên kia có chơi thể thao môn gì không em? Chắc chơi cũng nhiều môn lắm á. Bánh đũa hả? Em trai có mối tình nào chưa? Dạ tính ra thì cũng chưa có một cái mối tình nào gọi là chính thức á. Tại hồi xưa giờ những người mà em theo đuổi thì người ta họ tàn đuổi em mà. Với phần lại thì cái tính cách của em nó cũng hơi gọi là cá tính một chút. Em học bên ngành này thì em thích nghe nhạc rock nè, thích đi phượt, thích đi câu cá, hoặc là em thích đi kiểu phiêu lưu mạo hiểm, thể là vác ba lô vô đi bộ trong rừng vậy. Thích đi kiểu cắm trại ở trong rừng hay là những cái khu mà chỗ nào mà đẹp là em tới. Dạ em cũng thích giống vậy anh. Tính em cũng hay bốc đồng lắm. Em cũng có một số người bạn cũng chơi thân á, cứ thấy cái chỗ nào đẹp hoặc là cái ngõ ngách gì là thích là đi vô là chụp hình, đi bộ vòng vòng thành phố á, xem nó có cái gì thú vị không á. Ồ, bây giờ mới thấy cái này hợp nè. Được rồi đó, có cái hợp là mừng rồi. Bây giờ để anh coi qua mắt, coi mắt ở bên kia cỡ nào mà tìm mét 71 cái 7. Ồ, chào em gái. Dạ. Nãy em cao nói đàn ông phải cao 1m7 hả? Dạ. Em hy vọng thôi anh. Hy vọng thôi. Thời buổi hiện đại rồi, không có khó chuyện đó. Giày mà độn lên một khúc vậy nó cũng lên cỡ 1m8 à. Dạ em lo nghĩ cho tương lai con em chúng ta thôi anh. Cái gen di truyền á chiếm là 30%. Cái chuyện chăm sóc ăn uống này kia nó chiếm 30%+. Và môi trường nó chiếm 10%+. Và tổng cộng á, là cái gen di truyền có 30%. Còn 70% là mình quyết định hết. Có sự can thiệp được. Can thiệp được ha. Quan trọng là cái tính tình thôi.
trách nhiệm. Yên tâm, bây giờ anh thấy nãy giờ em đưa ra mấy vấn đề chưa hợp, nhưng vấn đề du lịch phượt gì đó là hợp. Bởi đây thích chụp hình mà, thích cầm máy đi lang thang mấy ngóc ngách. Ngon, trời anh này bao luôn. Anh này lúc nào cái máy chụp hình như người yêu của anh luôn. Tin không? Có không anh? Có. Vậy là được ha. Dạ. Anh chụp cho em bất kỳ 24/24 luôn. Nhưng mà ví dụ anh bước tới thì em nhắm khoảng bao lâu anh có thể làm được điều đó? Làm gì anh? Tức là bước tới cầu hôn em ấy. Chứ làm gì? Khoảng 2 năm. 2 năm nữa. Hợp đấy. Em thiết kế thời trang, ảnh giám sát thiết kế. Tức là hai người đều có con mắt chung là thẩm mỹ về những cái đẹp. Hợp đấy nha. Dạ. Sao nãy chị hỏi mấy cái tiêu chí của em đưa ra mà anh này anh ngồi anh im re hả? Không biết sao, để chị qua chị coi coi. Sao vậy? Chào chị. Sao? Đứng lên coi coi. Cao được mét mấy? 1m7 hơn. Dạ em được 1m60. Mét 60 à? Chiều cao không quan trọng đâu em, quan trọng là tâm hồn, tình cảm, rồi đạo đức con người, cách lối sống này thôi chứ. Ôm cái máy chụp hình thiệt luôn hả? Trời ơi, máy chụp hình bự hơn con người, bự lắm à. Bây giờ công việc mình đã ổn định hết chưa em? Nói chung là cũng là ổn định bước đầu. Còn trẻ mà, không có lo, quan trọng là mình phấn đấu thôi. Được rồi, để hai bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm nữa rồi mình mới quyết định được. À bây giờ hôm nay bạn đi là có người thân đi theo không? Dạ có bạn em, bạn chung đại học. Em tên Vy ạ, em xin chào mọi người ạ. Em là bạn học đại học với Khanh ạ. Khanh thì là một người em thấy rất là dễ thương. Còn về bạn nam bên đây thì em thấy tính cách thì cũng khá là hợp với Khanh. Dạ. Cảm ơn. Bạn trai, mình có đi vai không em? Dạ em đi với chị của em, với em trai và với bạn thân học đại học của em. Dạ chào anh chị. Trọng á, thì biệt danh của Trọng là người nói nhiều trầm lặng. Nên thành ra chàng á, thì có lúc thì rất là vui vẻ, nhưng mà rất có lúc thì rất là nội tâm. Nhưng mà cái quan trọng á, là Trọng là một người rất là biết trên biết dưới. Một người chu toàn. Với lại là Trọng rất là tốt tính á. Chắc có lẽ tốt quá nên ai cũng nhận là em gái hết, nên đến giờ mới vậy. Bạn gái thì nhiều lắm, nhưng mà dạng như là chắc cậu ta nhát gái quá. Còn về bạn gái bên này thì chị thấy bạn rất là dễ thương. Ăn nói thì rất là nhỏ nhẹ. Mà được thì hai bạn chúc phúc cho hai bạn đến với nhau. Rồi, cảm ơn em. Kéo màn lên. Đó, bây giờ mình bắt đầu chinh phục cô gái bên kia màn nha. Qua nói chuyện đi, xong rồi bắt đầu là tới thời điểm là mình hát tặng cô ấy một bài ha. Đó. Bây giờ vô mở màn cái hát bài sung sung nghe coi nè. Tại mấy hôm nay đi bị dính mưa. Hồi đứng nói cô gái kìa, nói anh chí. Nói cô gái đi, đó. Anh có thể hát được một số bài của nhạc của Tây Nguyên. Sẵn tiện đây tặng em, tặng anh chị, tặng khán giả một ca khúc. Ở nơi ơi. Ở nơi ơi. Ở nơi ơi, đàn dê chẳng nhớn nhớ quanh đồi. Ai nghèo cũng có cây đàn cha bi. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình. Ai nghèo cũng có cây đàn cha bi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy, hồn người rất lầy. Được á. Em căng thẳng lắm, em quên mất lời rồi. Có mình làm kỷ niệm liền, chụp tấm hình cho em gái chứng minh rằng là mình có biết chụp hình, để nó bù vô chiều cao. Đây tôi né. Chụp cho đẹp nha, để đưa người ta coi không đẹp là không chịu á. Thấp quá vậy. Rồi đưa bên kia coi coi đẹp không. Để đèn nó đánh nó hơi cái màu cao nó cao. Dạ, về chỉnh lại được anh. Đổ thừa đèn đi. Nó tối người ta còn chụp được mà. Rồi bây giờ bạn nữ hát đáp lại bạn nam một bài hát cho nó tình cảm coi nè. Dạ. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa. Được nhìn anh đang mong em tới bên em để nói phút ban đầu. Nhưng ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể nói hết. Sẽ nói được câu bấy lâu muốn nói cùng anh. Ngồi đi em.
Bây giờ ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay về tình yêu nha. Anh thấy thì em cũng dễ thương. Anh thích cái giọng nói, nghe cái giọng nói rất là dễ nghe. Thì không biết là em có khi mạnh dạng lên, tự tin lên em. Anh hỏi gì mạnh dạng. Thôi bạn gái hỏi trước đi cho bạn trai suy nghĩ. Dạ em rất là ấn tượng với giọng hát của anh. Tại vì giọng của anh rất là ấm. Em thấy là có nhiều khá nhiều điểm chung giữa hai người. Anh suy nghĩ gì một cô gái mà theo kiểu hiện đại á, cũng hơi cá tính một xíu chứ cũng không phải là dịu dàng nết na. Hôm nay em cố gắng dịu dàng hết sức mức. Bạn em nó dành kỹ lắm rồi. Thật ra thì anh thích một cô gái cá tính hơn một cô gái truyền thống. Cái thứ hai là với suy nghĩ hiện đại nó phù hợp với anh. Bây giờ quan trọng là ảnh có 1m6 à, vậy em tính làm sao? Thì em hy vọng là anh cao. 1m7. Nhưng mà nếu như mà anh chưa đáp ứng yêu cầu của em thì anh có thể lấy những cái ưu điểm khác của anh. Chụp hình, chụp hình được không? Chụp hình bù lại được không? Dạ được, vậy là được rồi. Bù nè, rồi hát bù nè, chăm sóc bù, trời ơi dễ mà. Bây giờ vậy nè, hai bạn đứng lên, hai bạn đứng lên. Bây giờ mình cầm tay nhau đi. Để mình coi mình có cái chuyện đó, nhìn thẳng ra mắt nhau. Đây, cầm tay bạn gái. Hai tay đàn bạn phải bắt tay, đó. Cảm nhận nhìn nhau, 30 giây hai người nhìn nhau. Hai người cũng hợp mà. Để xem cái cảm xúc trong người mình như thế nào. Nha Trang em sống ở đâu? Em ở Cam Ranh. Cam Ranh thì anh có xuống 2 lần, 3 lần gì đó, 3 lần. Đã lên Gia Lai lần nào chưa? Dạ chưa. Em có lên Lâm Đồng, lên Đà Lạt nhưng mà chưa lên Gia Lai. Tết này về Gia Lai hả? Thì đó, em chưa biết. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Mời bạn. Chúc mừng. Đấy. Hợp lý không? Quý vị thấy hợp lý không? Hai người nắm tay nhau nào. Quá hợp lý. Hợp đấy. Mạnh mẽ lên, muốn rủ người ta về Gia Lai là phải mạnh mẽ lên. Đúng. Trời. Anh thích nhất như vậy đó. Chàng trai đưa vô cô gái đã lắm. Ê, bất cỡ. Hy vọng tình yêu đó sẽ được thăng hoa và sẽ có một kết quả tốt đẹp bằng một cái giấy mời chúng tôi. Trời đất ơi. Cao dữ rồi. Trời, tôi tưởng làm nghề người mẫu không á. Con hơi bị nhạy cảm, nghĩ nó hơi xa hơn á. Xong cái nhiều khi tự làm mình buồn. Nếu có cơ hội về Đắk Lắk làm đúng công việc của em có về không? Dạ, nếu mà có cái gì đó níu kéo thì em sẽ về. Câu này hay nhất nè. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ mời bạn trai giới thiệu về mình. Đầu tiên con chào chú Quỳnh Linh, cô Hồng Vân. Chào con. Và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Đình Quân, nghề nghiệp đó là kinh doanh. Em kinh doanh về mảng nông nghiệp và mảng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Mình mở công ty ở đâu? Ở làm chính ở Đắk Lắk luôn ạ, Buôn Ma Thuột. Công ty là của mình hay là sao Quân? Dạ cũng cố gắng, vẫn đâu có một cái công ty nhỏ nhỏ. Giỏi quá. Rồi con sao nè? Dạ con chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh. Chào con. Chào tất cả mọi người và bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại thì con đang là kỹ thuật viên xét nghiệm sinh học phân tử. Con làm việc tại phòng khám ở bên quận 11. Rồi con cao giống như người mẫu vậy đó. Con là cũng... quê đâu con? Dạ con ở Bình Thuận đó chú. Còn đây là quê ở Đắk Lắk. Bình Thuận đi Đắk Lắk cũng được. Nhưng mà bây giờ thì hiện giờ thì cái khoảng cách mà làm việc nó hơi xa chút xíu. Bạn trai nói cho đàn gái biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì tính cách thì hòa đồng, vui vẻ. Công việc thì siêng năng, tính tự lập cao. Còn điểm yếu có thể là đôi chút vẫn hơi nóng tính. Còn con? Dạ điểm mạnh của con là
Con khá là lạc quan, con cởi mở, con nấu ăn ok, con thích nấu ăn. Mà cái nhược điểm của con là con quá kỹ tính. Con bị bệnh nghề nghiệp á. Bị bệnh nghề nghiệp mà con. Con thấy ai mà để móng tay dài là con khó chịu luôn. Vậy hả? Có một cái là con hơi bị nhạy cảm. Ai nói một câu nói bình thường vậy thôi, nhưng mà con lại nghĩ nó hơi xa hơn á. Xong cái nhiều khi tự làm mình buồn. Nhưng mà bây giờ thì con đỡ hơn rồi. Đỡ hơn phải không? Bạn trai được tình duyên thế nào? Thì em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên, sau khi ra trường thì bạn nó có đi du học thì chia tay. Mối tình thứ hai thì do bạn nó là chọn công việc, chọn gia đình và cách xa em, nên là hai người cũng không đến được với nhau. Còn con? Dạ con thì cũng ba mối tình. Hồi học đại học thì con có quen một bạn, mà sau khi mà ra trường thì con đã ra trường đi làm rồi, bạn vẫn không ra trường, bạn nợ môn mà kiểu bạn chơi game rất là nhiều. Con đã nói rất là nhiều lần, xong cuối cùng là con chia tay. Xong sau thời gian thì con có một cái anh đó thì gọi là cộng sinh, nó cùng giúp đỡ nhau á. Mà sau thì anh đó cũng phải về quê, xong rồi đó lấy vợ. Xong rồi con không quen ai trong một thời gian dài gần 3 năm. Thì con có tìm hiểu một bạn, nhưng mà kiểu bạn đó quá bận, con cũng bận quá, kiểu như không có thời gian cho nhau. Mà bạn đó còn nhỏ tuổi hơn con nữa. Thôi, dần không tìm hiểu nữa. Con có ngại vấn đề mà không gian nó cách trở gì không? Con nghĩ là con cũng trưởng thành rồi, thì không có cần phải là đưa đón nhau mỗi ngày hay là nhắn tin liên tục. Nhưng mà chỉ cần gọi là chú ý, tinh tế, biết quan tâm lẫn nhau là được rồi. Một cô gái hiện đại đấy, không vấn đề gì cả ha. Con có thích những cái người mà làm về cái nghề nghiệp của bạn, có con có thích không? Là nhiều khi con nghĩ là nếu mà sau này con không làm ngành y thì con sẽ về làm vườn. Tại cô thấy con cái món quà của con nó liên quan đến cái đó, thì cô nghĩ chắc con cũng thích cái ngành nghề. Rất rắc đi con ơi. Rắc trồng cao su tiêu điều rồi đó. Chào cưng. Rồi bây giờ cái mẫu người bạn trai của con thì như thế nào? Về ngoại hình thì kiểu như là nhìn tươm tắn, khôi ngô một tí. Tính tình thì điềm đạm, trầm tính một chút xíu. Tinh tế, biết quan tâm đến người khác. Giống bên đây rồi đó nha, tôi thấy giống bên đây rồi kiểu đó. Kiểu như là chỉ cần chia sẻ được với nhau mọi điều là con nghĩ là sẽ ổn hết. Bằng con hoặc là cao trở lên thì càng tốt. Con mét bao nhiêu? Dạ con mét 72. Trời ơi. Mét 72 bao nhiêu người mẫu vậy đó mà hả? Ừ. Tôi xin đầy 82. Vậy thì quá tốt rồi. Không biết đúng hay không. Con có cần yêu cầu phải đẹp trai, phải da trắng rồi thì môi đỏ hay gì không? Có cái gu con sao nè? Dạ không cần phải trắng quá, con trai ngâm ngâm một chút thì nó men đó cô. Đúng rồi, đúng cô rồi. Cũng vậy á, gu con là giống cô á. Trai ai trắng tươi. Ok. Sao? Còn bên đây bạn nam sao? Bạn trai nói mong muốn của mình về người hình mẫu lý tưởng cho. Đúng rồi. Còn mỗi nghe đi. Tiêu chí đầu tiên là mong muốn bạn biết hòa đồng, vui vẻ và biết cách ứng xử với mọi người. Em sống khá là tình cảm và nội tâm, thì không ra ngoài thì công việc thì sao cũng được rồi nhiều kiểu, nhưng mà về gia đình thì lúc nào cũng muốn dành tình cảm cho gia đình, cho mọi người xung quanh lẫn thân cận mình. Vậy đó. Xấu đẹp không quan trọng. Dạ. Nếu mà có thể thì mình có thể xấu, nhưng mà có thể về mình quen nhau rồi có thể chăm bạn nữ tốt hơn thì sao? Chăm dạ. Giống như chăm cây vậy đó phải không? Bây giờ là vấn đề chỗ đẹp xấu quan trọng, bởi vì tất cả mọi thứ phát triển rồi, xấu cũng thành đẹp được nữa. Rất đơn giản luôn ha. Để soi xem nhà gái thế nào. Con chào chú. Trời đất ơi. Cao dữ rồi. Trời, tôi tưởng làm nghề người mẫu không á. Tôi không nghĩ là có làm mẫu. Không, mẫu cao cao về dễ làm người mẫu lắm á. Cô dân cũng còn làm người mẫu được mà. Nè, tôi nói cho ông biết, bây giờ tôi vẫn làm mà, tôi nói cho ông biết đừng có mà cười một cách khả ố như thế. Đâu, nhiều người mời cô dân làm mẫu lắm á. Tôi đang định mời cô dân làm mẫu đó. Dạ cô đẹp mà cô. Đẹp. Cô đẹp mà, thì hơi mụn mỉm chút thôi. Chú Linh, chú nói cái chữ đẹp mà cái trời ơi, cô nghe thiệt á. Con không thích điều gì đàn ông? Con không thích đàn ông vô tâm. Người phụ nữ mà quyết định ở bên cạnh đàn ông á, chỉ là cần sự chia sẻ và lắng nghe thôi. Nhưng mà nếu mà đàn ông vô tâm á, thì sẽ không bao giờ để ý được đến cảm xúc của phụ nữ. Chính xác, đối phương nào, bên nào cũng vậy. Nếu người khác vô tâm thì mình cũng rất là buồn ha. Nhưng mà bên đây là thôi, cứ nghĩ với ai? Hôm nay em đi cùng với chú của em và ba anh em cùng công ty ạ. Xin mời đại diện nhà trai. Chú. Dạ vâng, xin thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và thưa toàn thể quý vị trong phim trường ngày hôm nay. Cái việc này thì thực ra thì ở hai bạn là chính, chứ còn tôi thì tôi cũng không biết rằng là phải nhận xét ra làm sao, bởi vì là trong mắt của mỗi người thì nó có
Nhưng mà mình cái cảm nhận của mình góc nhìn khác nhau. Dạ, cái cảm nhận của mình về cô gái này thì như thế nào? Đó là theo cái góc nhìn của anh á. Nếu mà theo góc nhìn của tôi thì chấp nhận. Rồi, rồi, cảm ơn chú. Hôm nay con đi với ai nè? Dạ, con đi với ba người bạn thân và là cô đồng nghiệp của con. À. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, chào nhà trai và toàn thể các quý khán giả ở đây. Thì gặp bạn nam bên đây thì Hà nó giống như những điều bộc bạch thì Hà cũng là người khá là kỹ tính, cho nên là tới bây giờ thì vẫn còn độc thân. Tuy nhiên là theo tao thấy á, bạn bên này là sạch sẽ nha, tinh tức, cũng thấy cảm thấy khá là ấm áp đó. Cho nên là nếu mà mày cứ cho nhau cơ hội đi, coi xem nhau xem thử như thế nào. Dù sao thì cũng 28 tuổi rồi. Vậy nha. Rồi vậy nha. Rồi, cảm ơn nhà gái. 28 tuổi rồi, cảm ơn nhà gái, nhà trai. Rồi bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Em có bó hoa tặng em. Cảm ơn em. Chút quà xíu sự cuối chương trình em sẽ mở nha. Dạ em cảm ơn. À em không có tí. Con bó cái gì con? Con có chút quà gửi cô ạ. Ồ, cô cảm ơn nha. Cà phê sạch organic ạ. Rồi, dạ. Em cũng có tí quà gửi anh. Cảm ơn em. Em nhìn anh thấy có như thế nào? Dạ là anh tươm tất ạ. Thì em là khá là xinh, cao. Dạ, cảm ơn anh. À, cũng may mắn một chút là anh cao hơn em một chút. Dạ. Là con cao mét nhiêu? Dạ, con cao mét khoảng 73, 74 ạ. Thì công việc của em thì thời gian nó có chiếm nhiều không? Dạ khá là nhiều. Em làm từ 7 giờ sáng đến 8, 9 giờ tối mỗi ngày luôn. Rồi. Nếu có cơ hội về Đắk Lắk làm đúng công việc của em có về không? Dạ nếu mà có cái gì đó níu kéo thì em sẽ về. Câu này hay nhất nè. Về Đắk Lắk cũng xin được nghề này vậy. Dạ. Em có thích kinh doanh không? Tại vì công việc của anh là kinh doanh, anh đi lại khá nhiều, cũng di chuyển nhiều. Thì thường thường anh đang sống với bố mẹ thì thường thì sáng anh sẽ đi, tối anh sẽ về. Yeah. Trừ những hôm đi xa, ví dụ như là lên Sài Gòn họp hay là đi làm ở xa thì anh sẽ ở lại. Nhưng mà thường thường thì sáng đi tối mới về. Dạ, yeah. Thiệt ra là em rất là thích kinh doanh luôn. Yeah. Em thích cái công việc nó khá là năng động, nhưng mà kiểu ngay từ nhỏ thì gia đình hướng em theo ngành y. Cho nên là em đi làm tới ngành y. Mà sau này khi mà tới một cái độ tuổi nào đó thì em sẽ chuyển hướng, em không có làm trong ngành y lâu dài. Cho nên kinh doanh thì em khá là thích. Anh thấy ngành y nó khá vất vả. Dạ. Ừ. Nó chiếm gần như là toàn bộ thời gian của em luôn. Nếu mà có cơ hội, nếu mà có duyên. Dạ. Thì anh mong sẽ được cùng em về Đắk Lắk kinh doanh, hai ta cùng kinh doanh. Dạ. Anh thì có thường đi công tác ở Sài Gòn không? Cuối tháng là anh lại xuống đây. Đôi khi thì ta chỉ cần lý do để xuống thôi, vẫn có thể đi được mà. Xe cộ đi lại cũng thuận tiện mà. Dạ. Vâng. Em muốn hỏi là anh có bị áp lực về vấn đề phải cưới sớm không? À, em hỏi câu đó hả? Dạ. Ví dụ như em, nếu mới ví dụ mình cho nhau cơ hội quen, dạ, nhau, yêu nhau thì ví dụ bao lâu thì em muốn cưới? À, ý em là em không phải vì tuổi tác mà em áp lực cưới, mà em chỉ cần là hai người hiểu nhau, cùng nhau tự nguyện tiến tới hôn nhân thôi, chứ đừng có đặt ra áp lực là vì anh với em khá lớn tuổi cho nên là nửa năm phải cưới hay một năm phải cưới. Em nghĩ quan trọng là tình cảm. Đúng rồi. Dạ. Ví dụ gia đình thì cũng có áp lực với anh về cái, dạ, chuyện cưới xin, nhưng mà đối với anh thì cái chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, có thể là nhanh nhưng không thể vội được. Dạ đúng rồi. Quan điểm của anh là vậy. Em cũng vậy. Còn bây giờ thì cảm nhận các bạn bên thế đây, nào? Bên đây, bên đây. Các bạn cứ tự trả lời bằng nút bấm của mình. Đến lúc chúng ta rồi, bấm luôn rồi đó. Thôi thằng nó bấm lại luôn rồi. Hãy cùng nhau rồi, nó bên đây nó bấm luôn rồi. Khỏi rồi, bấm luôn. Bạn bấm trước rồi. Được, không sao cả. À, bây giờ em có thể lấy món quà của anh tặng em. À, trời ơi, thằng này nó quyền bí thiệt đó. Bây giờ mới cho mở quà. Đúng rồi. Ghê thiệt chứ. Thôi để anh mở cho. Để Quân mở đi. Đây là một món quà mang biểu tượng của người Đắk Lắk, đó là chiếc nhẫn lông voi của người Đắk Lắk, và có mang ý nghĩa là mong nó một biểu tượng về tình yêu ở chỗ em, nên là muốn tặng bạn nữ. Đây, nào. Rồi. Trời ơi, đẹp. Trời ơi.
một nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi. Để đánh dấu ngày mà chúng ta gặp gỡ, ngày mà duyên nó đến. Chào anh hôn em nha. Rồi, hai đứa đi đường này. Dạ. Xuống đây. Đi thôi. Đi xuống đây rồi đi thẳng qua đây nha. Dạ. Và em cũng đã có một lần đính hôn, một lần tân hôn rồi. Nhưng mà em chưa làm gì đăng ký kết hôn. Cầu toàn á đúng không? Hai người này mà về chung một mái nhà là cái nhà đó tôi đố ông kiếm được một con bụi á. Mưa lại về đến những nẻo đường qua, rơi vờ vạ trong một người chờ đợi. Hà Đỗ này đã vào mùa tháng mới, vẫn ngập ngừng chờ vợ thở yêu nhau. Xin mời gia đình đàn gái. Ngồi đây, kể đây con. Mời nhà trai, con bé quá. Rồi, ngồi đi anh trai. Rồi, bên đàn nữ mình, đàn gái mình giới thiệu về bản thân đi nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Uyên Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả các khán giả trong trường quay hôm nay. Con tên là Kiến Ngọc Thanh Tâm, năm nay con 27 tuổi, quê con ở Trà Vinh và hiện con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm nghề gì? Dạ con làm kế toán cô. Con làm kế toán, sao con có chiều cao lý tưởng quá vậy? Hả? Có làm nghề gì khác nữa không? Dạ không cô. Vậy là con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ. Thôi nhà trai, giới thiệu về mình đi. Em chào anh Cường Linh, chào dạ. Chị Hồng Vân và chào bạn nữ bên kia và chào mọi người trong trường quay. Em tên là Nguyễn Phúc Long, em sinh năm 90 và quê gốc của em là Quảng Trị nhưng mà gia đình của em đang ở quận 9 và em đang làm việc ở quận 12. Làm gì? Em làm nhân viên cơ khí. Rồi, nhân viên cơ khí, nhà quận 9 hả? Dạ. Rồi, thôi mình nói về mình đi, cái ưu điểm và cái nhược điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của con là con vui vẻ hòa đồng, con thích nấu ăn. Con biết quan tâm chia sẻ với mọi người. Còn nhược điểm? Còn cái khuyết điểm của con là con mọi người hay nói là con hơi kỹ tính. Dạ. Kỹ tính là sạch sẽ quá hay là khó tính hay là như nào? Dạ đúng rồi, kiểu như là cái tính con thì con thích mọi thứ phải gọn gàng ngăn nắp. Chứ kiểu trong nhà mà bừa bộn là không thích đúng không? Dạ. Không, cái đó phụ nữ là đều phải có. Dạ. Đó là bản chất của phụ nữ rồi. Rồi mời nhà trai. Điểm mạnh điểm yếu của mình á, nói cho nhà gái biết đi. Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn, em sống rất là tình cảm, em chịu khó và em biết làm tất cả việc nhà. Điểm yếu của em là em cũng khó tính rồi, cũng hay cậu hay khó tính lắm. Hay khó tính à? Ví dụ như em nhìn thấy cái gì mà trong nhà mà không ưa là thấy ngửa mắt là em không chịu được, là em phải đi dò rồi đó. Rồi em mới ngồi chiều ngồi yên. Cầu toàn á đúng không? Hai người này mà về chung một mái nhà là cái nhà đó tôi đố ông kiếm được một con bụi á. Ai mở hai chung hai người này cũng mệt mỏi lắm. Mình có mấy mối tình rồi em trai? Dạ em đã trải qua hai mối tình. Hai mối? Mối tình đầu tiên là mối tình em yêu xa, em yêu 7 năm. 7 năm yêu xa? Dạ. Nhưng mà cuối cùng kiểu không đến được với nhau cho nên thôi. Rồi một mối tình là em được 7 tháng. Và em cũng đã có một lần đính hôn, một lần tân hôn rồi. Nhưng mà em chưa làm gì đăng ký kết hôn. Ủa? 7 năm đó đó. Yêu xa là có đính hôn gì không? À không. Tức là sau khi em trải qua cái mối tình 7 năm đó. Thì 3 năm sau là em bắt đầu gặp một mối tình 7 tháng. Mới gặp có 7 tháng là đính hôn rồi tân hôn luôn. Dạ. Rồi sau... Sau đó thì nó thật ra nó cũng hơi buồn. Thì là khi mà tân hôn xong một ngày thôi là hai bên đã không còn gì với nhau nữa. Trời đất ơi. Sao lạ vậy? Lý do gì mà nặng nề như vậy? Rất nhiều thứ để nọ trong đó. Bây giờ không ai đụng và không ai sai cả. Chỉ là chắc là duyên nợ chỉ tới được chứng đỏ thôi. Nhưng mà phải rõ ra là giống như là tự lạc lẽo với nhau luôn hả cưng? Chứ không phải là do có lỗi phải gì có hả? Một cái gì lớn lắm. Dạ, cũng không có cái gì lỗi gì lớn hết. Tự nhiên tân hôn xong kia cô ấy bỏ đi luôn. Vậy hả? Dạ. Cô ấy bỏ đi luôn, không một lời nói. Có ai nói gì cũng không. Đụng chạm tự ái? Dạ cũng không. Em luôn. Có la lối gì không? Dạ không, em không có la lớn tiếng gì cả. Kỳ vậy ta, lâu chưa? Bằng chứng là? Dạ một năm, bây giờ là vừa tròn một năm. Một năm rồi hả? Dạ. Mốt có quen nhau phải qua 7 tháng đó nha. Tức là mình đã gạt hết tất cả những cái tình cảm cũ rồi đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn là cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Người bạn gái em mong muốn là nhỏ nhắn, dễ nhìn, cao 1m50 trở lên là được. Về tính cách thì cũng có chút xíu khó tính và... cũng phải biết trên mặt dưới với gia đình và biết quan tâm lo lắng cho nhau là được.
Nãy giờ là những cái gì em nói là theo cảm nhận của chị là bên đây có hết luôn á. Có hết hả? Có chút xíu khó tính là gọi là đúng rồi, mình đã khó kỹ tính đó. Ừ. Để qua thăm đàn gái thì đó, qua thăm đi. Dạ con chào chú. Chào con. Nãy giờ con nghe cái câu chuyện của bạn trai thì con có suy nghĩ điều gì không? Theo con thì nghe bạn trai chia sẻ thì con thấy ai thì cũng mong muốn mình tìm được cái hạnh phúc, nhưng là cũng đâu đó chắc cũng là số của mỗi người thì mình cũng thông cảm. Rồi thông cảm, coi dạ. Chuyện nó nhẹ nhàng đi ha. Dạ. Bây giờ lo tương lai thôi, còn cái gì cũ cho nó qua đi nha. Dạ. Đừng suy nghĩ nữa. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì về ngoại hình thì bạn trai đó dễ nhìn là được. Còn về tính cách thì con còn một nửa của con là phải có tính là điềm đạm, sống có trách nhiệm, có chí cầu tiến, đặc biệt là phải biết cách đối nhân xử thế. Con không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, con không thích cái tính lăng nhăng với lại không có trách nhiệm. Những cái điều cô gái đưa ra thì em cảm giác là mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ, em có 80%. 80% hả? Dạ vâng. Rồi, như thế tốt rồi. Em đi với ai? Dạ, em đi với ba nội. Ba nội. Với hai cô, một thím và một chú. Rồi, xin chào nhà trai. Chào bà. Dạ, xin chào chương trình, chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Em là cô thứ bảy của cháu Long. Đây là bà nội của cháu Long. Dạ. Và các dì, thím và chú. Hôm nay em đến chương trình này thì em thấy cô gái này cũng dễ thương, dễ nhìn. Em cũng ủng hộ cho cháu lên chương trình, do những cái duyên nợ trắc trở của cháu thì khiến gia đình cũng hơi lo lắng. Hiện tại gia đình cháu thì ba mẹ cháu chỉ có hai cháu thôi, cháu Long lớn và đứa em gái. Hiện tại đang sống ở quận 9, cháu hiện tại đang làm trên gia đình, công ty gia đình của chú trên này. Thì tụi em ở gần đây thì đi với cháu để cho cháu thêm nghị lực. Cháu Long nhà em thì tính cháu thì rất là bình thường, cũng không nóng lạnh lắm đâu, cũng điềm tĩnh. Nhưng mà không hiểu làm sao mà duyên cháu nó trắc trở thì cái này thì em cũng không hiểu. Nhưng mà em cũng hy vọng là bạn gái cho cháu của cô một cơ hội tìm hiểu để mình đến với nhau. Cháu của cô nó thật, cháu rất hiền. Nên là mong các con cho nhau cơ hội. Bà nội có vài câu đi. Bà nội thấy sao nè, thấy cháu nội dâu được không? Dạ, là cũng được. Tôi thấy cháu dâu thì cũng được. Tôi cũng mong muốn là hai đứa nó tiến tới với nhau. Dạ, cảm ơn nội. Hôm nay em đi, con đi với ai? Dạ, con đi với em gái con. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và các anh chị dân trường quay ạ. Con là em gái của chị Tâm. Theo như anh chia sẻ thì em thấy anh khá hiền và chân thành đó. Em nghĩ là hôm nay mọi người gặp nhau đều là một cái duyên đó. Thì em mong là mọi người sẽ cho nhau một cơ hội. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi, cảm ơn cưng. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Anh tặng em bỏ hoa thơm ngát, rất nồng nàn và bạt ngát tình yêu. Và muốn dành cho em nhiều điều, hãy cùng anh xây dựng tình yêu nhé. Em cảm ơn. Một câu thơ luôn. Rồi, em cảm ơn. Có cây, đây là, trong đây là một cây bút. Em cũng gửi lời chúc đến anh là luôn may mắn và thành công trên con đường anh chọn. Ở đây coi, ở đây coi. Rồi, không gian này là của hai đứa đó. Cứ thoải mái coi như không có ai bên cạnh đi. Anh cảm nhận về em như thế nào? Anh cảm nhận anh là cô gái rất là xinh xắn, dễ thương. Và cũng có rất là nhiều điều mà phù hợp với anh. Theo anh thì anh quan điểm như thế nào về tình yêu? Tình yêu đối với anh là phải dựa trên năm trên giá trị tinh thần và chân thành nhất cùng cả hai bên. Ví dụ có đi đến với nhau nữa thì thành vợ chồng thì cũng là vợ chồng cũng làm, chia sẻ với nhau trong tất cả mọi thứ, kể cả việc nhà và công việc ra ngoài. Phong về kỳ ý của em như thế nào? Đối với em thì em cũng đồng quan điểm với anh. Và cái quan trọng là trong cái cuộc sống hôn nhân thì mình lúc nào mình cũng phải tôn trọng, tin tưởng và điều quan trọng là phải chung thủy. Hiện tại bây giờ em đang làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm ở quận 4. Anh thì đang làm việc ở quận 12. Dạ. Nhưng mà nói về vấn đề hẹn hò thì em không phải lo. Anh sẽ trả tới và bất cứ khi nào em muốn. Nếu yêu nhau thì chúng ta có một dự tính gì không? Nếu mà yêu nhau mà chúng ta đi đến phải phù hợp, lúc nào em mong muốn, em phải muốn thì chúng ta có thể đi đến hôn nhân.
bất cứ khi nào. Đó là anh theo em luôn. Còn khi mà cưới về rồi thì em có thể chọn ở riêng cũng được, hoặc là ở chung nhà cũng được. Và thậm chí em có muốn anh ở rể, anh cũng đi ở rể cũng được. Trời, dễ quá ta. Ngon à. Em thấy cái vấn đề ở rể, thường các bạn nam bây giờ cũng hay ngại vấn đề đó. Nhưng mà anh thì không, không sao. Thật ra nếu mà khi mà yêu em, tức là yêu cả gia đình của em rồi, thì gia đình của em cũng chính là gia đình của anh rồi. Mình ở rể thì cũng giống như con cháu trong nhà hay là ba mẹ vậy thôi, chẳng có vấn đề gì cả. Dạ. Khoảng bao lâu thì mình có thể tính điều đó được, em gái? Dạ, theo con thì cái thời gian thì nó không quan trọng. Quan trọng là hai người tìm hiểu nhau như thế nào và tình cảm đủ lớn thì mình tiến tới thôi. Nếu bây giờ xảy ra một cái mâu thuẫn nào đó thì ai sẽ là người xuống nước, ai sẽ là người nói lời xin lỗi đầu tiên? Dạ, thưa anh là em. Nói với bạn gái kia. À, nếu mà trong chúng ta mà trong quá trình mà gặp gỡ nhau mà có bất cứ một vấn đề xảy ra thì anh nghĩ rằng em cứ nói thẳng với anh để anh có thể là anh sửa đổi, hoặc là anh sẽ sử dụng một cái phương pháp nào đó để phù hợp tại trong vấn đề đó. Chứ em không nên im lặng mà để khiến anh lại càng khó xử và rất là phức tạp và suy nghĩ. Vấn đề đó anh không cần lo, tại vì tính em cũng rất là thẳng tính. Cái vấn đề gì cần phải có phát sinh mâu thuẫn hay là cái vấn đề gì đó xảy ra, em thích mình cũng phải trao đổi với nhau và cùng nhau đưa ra cái phương pháp, cái gì đó để mình giải quyết vấn đề, chứ không có kiểu mà im lặng. Thôi bây giờ bạn Nam có thể làm bài thơ nào tặng bạn gái hay là một bài hát nào đó cũng được. À, như vậy này, tức là hồi chiều trước khi mà anh chạy từ quân tỉnh xuống đấy á, lúc anh chuẩn bị đi ra chơi nó chưa mưa, sau khi anh chuẩn bị mang đồ hết lên rồi thì bắt đầu trời đổ mưa mất, thì anh có nghĩ ra một bài thơ như vậy. Bước tới bạn gái, nắm tay đọc bài thơ cho bạn gái nghe cho nó trữ tình, biết không? Mưa lại về đến những nẻo đường qua, rơi vờ vạ cho một người chờ đợi. Hà Đô này đã vào mùa tháng mới, vẫn ngập ngừng chờ vợ thở yêu nhau. Rồi, còn bên mình á, mình có ca hát hay là mình có tặng một món quà tinh thần nào? Con hát. Ồ, hát em hát chờ, em chờ mâm chậu đưa tới, pháo hoa rượu nồng, mừng cô dâu chú rể vui. Giáng sinh sánh vai bên chồng, làng phân hồng đếm tô mặn duyên, tương lai có nhau trong đời. Thôi đọc thơ được rồi. Thôi, bây giờ các bạn về vị trí đi. Chúng ta chúng tiến hành bấm nút thôi. Bây giờ là giờ phút quan trọng trong bên câu đây, chuyện bạn bên hẹn đây, họ. Bên đây. Đã đến lúc chúng ta muốn bấm nút thì bấm đi, tùy các bạn. Sau 3 tiếng đếm, nếu ta quyết định đây là một nửa mảnh ghép của mình thì bấm nút, không phải thì đừng bấm. 1, 2, 3. Hết thời gian, bạn gái không bấm. Sao vậy con? Nói chung thì con cũng sống rất là tình cảm. Cái cảm xúc đầu tiên á cô, để mình cảm nhận một đối tượng cái bạn trai của mình á, chắc là con nghĩ là hai người chưa có đủ duyên. Con chưa đủ cảm xúc đúng không? Dạ. Nếu chúng ta chưa đủ cảm xúc, chúng ta chưa rung động trái tim thì không cần bấm. Bấm sẽ để đối phương hiểu lầm. Nút bấm này sẽ dành cho người khác. Ở trên truyền hình sẽ có hàng triệu người sẽ bấm cho chàng trai, và hàng triệu chàng trai cũng sẽ bấm cho cô gái. Đừng lo lắng điều đó. Hôm nay các bạn đã có duyên nhưng không có nợ với nhau. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ sớm tìm một nửa manh ghép cho mình, một nửa yêu thương của mình nha. Rất mong là hai đứa sẽ gọi là tìm được một nửa của mình nghe. Dạ. Rồi, mỗi đứa đi một nơi thôi. Dạ. Ba cái cuộc tình như vậy, rút kinh nghiệm ra tại sao phải chia tay ba mối tình đó? Dạ. Cái tại em nhút nhát quá. Nhát đúng rồi, nãy giờ ngồi rung quá trời. Dạ đúng rồi. Dạ. Thế còn giống như trong công việc vậy, sếp em la cái em bực quá mà em không cự được. Thế là em vô toilet em đóng cửa lại. Em ngồi trong đó em la mình em vậy đó. Được, cái này được, không ảnh hưởng tới hai. Anh thấy hôn em được không? Dạ thôi, cái chuyện em đây em ngại lắm. À đúng rồi, để chốc ra em hôn anh nha. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Tươi mới lên liền. Rồi. Anh chào chị Cát Tường. Chào em. Em chào anh Miền Linh. Chào bạn. Em chào tất cả các anh chị ngồi đây ạ. À. Xinh quá. Em cảm ơn chị. À, em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Kim Ngân. Em năm nay 25 tuổi. Em là kỹ sư chắc địa ạ.
kỹ sư đắc địa. Dạ, cái ngành của em là ngành của con trai á anh Linh. Đúng rồi. Dạ. Sao cái ngoại hình với cái công việc không thấy không có liên quan gì nhau vậy ta? Tại vì em học thì hồi xưa cũng là học ngẫu nhiên thôi chị. Rồi, mời bạn nam. Dạ, anh chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và các anh chị có mặt trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Trường Khánh Thụy, là nhân viên trong phòng, là sinh sống làm việc tại quận 7. Bạn có biết là kỹ sư chắc địa là gì không? Chắc địa. Ừ, biết không? Nhá địa chắc đất. Địa đất. Dạ. Chắc địa là gì? Chắc đo đạc nhiều. Đúng rồi, đo đạc về đất. Bạn khối đất đi bên đây đo không? Dạ. Ở dưới quê thì có nhiều chị. Quê đâu? Dạ, quê Long An. Long An hả? Có dạ. Dẫn em về đo đất không anh? Không, nếu chút bấm chuông anh dẫn em về em. Đất dưới của ai vậy bạn? Dạ, đất dưới thì chắc của ba mẹ. Sao chắc đưa của ba mẹ chứ cũng chắc. Tên bạn này lạ, bạn đọc lại cái nè. Dạ, tên là Nguyễn Trương Khánh Thụy. Thụy. Thụy trong chữ đổ Thụy á. À, Khánh Thụy đó. Dạ. Đổ Thụy dày cơm đây, mỏng cơm đó. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, hôm nay em 27 tuổi. 27 tuổi, bạn bên kia 25 tuổi. Mấy người yêu rồi? Người yêu thì cũng ít thôi chứ không có nhiều. Ít là ít mấy? Một hay là chín? Dạ, cũng có ba người. Ba người? Dạ. Nhưng mà mối tình gần đây nhất là cách nhau cũng một năm mấy rồi. Ba cái cuộc tình như vậy, rút kinh nghiệm ra tại sao phải chia tay ba mối tình đó? Dạ, chắc tại em nhút nhát quá. Nhát đúng rồi, nãy giờ ngồi rung quá trời. Dạ đúng rồi. Thế còn mình thì sao? Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ, em có một mối tình hồi thời sinh viên chị. Có nhiều người đeo đuổi bạn không? Dạ thỉnh thoảng cũng có. Chị nghĩ là có nhiều đó chứ. Mình cũng nói chuyện vài ngày rồi thấy không hợp được thôi chị. Mới vài ngày chưa hiểu trơn mà. Ráng cố gắng níu kéo chừng vài tháng mới hiểu chứ. Cũng có người buồn cười lắm, rủ đi uống cà phê xong rồi ngồi nói chuyện với mình cứ than. Đậu này anh khó khăn, anh làm không có tiền này kia cái nọ. Thế là em chạy mất dép luôn anh lên kì á. Đúng rồi, mới gặp nhau than khó khăn rồi. Bạn có gặp khó khăn không? Dạ cũng có, ít có than lắm. Ừ không có than nha. Dạ. Gặp phụ nữ đừng mà than khó khăn nha. Anh than là dạ, em rồi. Chạy luôn đó. Than là chạy luôn á nha. Nhưng mà cũng có thể là anh khó khăn thật, nhưng mà đã mời em đi ăn uống rồi thì đừng có than. Chứ than xong rồi ly nước đem uống vô em mắc cổ á. Đúng rồi, than đúng. Nghẹn sao? Đúng không chị? Đúng, chính dạ. Xác. Mình giới thiệu về mình một chút xíu đi, ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của em á là em chịu khó. Rồi em làm cái gì thì nó cũng phải tới nơi tới chốn. Cái nhược điểm là em hơi nóng tính, mà em hay có nỗi khùng mình em lắm. Ví dụ như là ai làm gì đó mà em bực bội, giống như trong công việc vậy, sếp em la cái em bực quá mà em không cự được. Thế là em vô toilet em đóng cửa lại, em ngồi trong đó em la mình em vậy đó. Được, cái này được, không ảnh hưởng tới ai, chỉ ảnh hưởng tới toilet. Bây giờ ví dụ như đây đang ở đang bực mình anh Quyền Linh đi, đây đang ở trong toilet đi, bạn la sao bạn la thử coi. Thí dụ là bực mình anh Quyền Linh đó. Lúc đó là cái cảm xúc của em tự nhiên rồi em điên rồi em mới la được chứ giờ em cũng biết la sao. Mới gì tôi bực mình tôi. Ví dụ thôi, rồi la là la sao một mình la. Dạ thì la to lên làm mình làm cho cái bản thân mình mệt tới chị, em mệt tới là em hết điên à. Bạn bực bội gì bạn làm gì giải tỏa. Bạn kêu chui vô toilet la, bạn là chui vô đâu? Dạ. Em thường ra cái cầu của anh. La cái em hết rồi. Cứ nhảy xuống cầu nha. Cứ nhảy nha. Em không có nổi mà phải nhảy cầu. Bạn cứ những ưu khuyết điểm ta kể ra, còn bạn ưu khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em thì vui khỏe, hòa đồng. Bạn nào buồn gặp em nói chuyện một chút xíu là vui liền. Nghe là được rồi đó, khoái cái gì mà nói là vui. Mình có cái gì vui vui không? Em thì em hát, mà cái này hát là chắc cũng không được vui cho lắm đâu. Ok. Nhưng em hát vài câu. Rồi. Dạ. Ôi túi xanh mộng mơ, giống như tháng năm mong chờ. Hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thanh hôn. Tiếng đưa xuyến sao tâm hồn lòng dạt dào nhớ thương nào vời. Em chờ mong chờ đưa tới pháo hoa ru nồng. Mừng cô dâu trẻ vô quy, giáng sinh sánh vai bên chồng làng phấn hồng điểm tô mặt duyên. Tương lai có nhau trong đời lòng gọi mời ngắm hoa trời mây. Đối đáp liền, hát bài đối đáp liền. Sao mà ngọt quá vậy? Em thì ca hát dạ, em không hay. Từ hồi nhỏ thì ở nhà em, ba em rồi mấy bác hay có đờn ca tài tử á. Em nghe rồi em tự hát theo. Ủa quê mình ở đâu? Em ở Sóc Trăng chị. Dạ. Bạn sẽ đi tìm một nửa yêu thương của mình với mong muốn như thế nào? Nói chung là người phụ nữ cũng bình thường thôi, tính tình ngoại hình cũng giống cỡ như Minh Hằng là được rồi. Trời ơi. Đó em nói vui thôi, người phụ nữ cũng dễ nhìn, vui vẻ, hòa đồng, biết suy nghĩ tới người khác, biết lo gia đình là được rồi. Những cái gì mà mình không thích ở người phụ nữ? Dạ, tính tình hay ghen, hay kiểm soát người khác quá nhiều.
là em không thích. Ghen thì thương thì kiểm soát có gì đâu. Phụ nữ ai mà không ghen, bên này cô nói là ghen lắm nè. Nhưng mà em thì công việc có nhiều và đi giao tiếp nhiều, mà mỗi lần đi và kiểm soát anh ở đâu, chụp hình lại cho em biết, kiểm soát nhiều quá nên em không. Ủa vậy là bạn đã từng bị kiểm soát kiểu đó rồi hả? Dạ đúng rồi chị. Sao bên đó có ghen, có mình kiểm soát không? Ghen không? Em không có tới cái mức đó đâu anh chị. Chứ cái kiểu mà lúc nào cũng kiểm soát ngày giờ này kia thì giống con mình quá à. Em muốn đi đâu đi à, nhưng mà tới giờ cứ về cho em là được. Bây giờ ví dụ bây giờ chưa lấy nhau mới là mình đang tìm hiểu đã. Dạ. Tự nhiên bữa đó anh đi mà bạn biết anh là đang đi với cô khác, thì lúc đó bạn xử trí thì sao? Chắc em chạy tới em coi có hay không quá. Rồi nếu có thì sao? Ừ, có thì... Chắc là vô hỏi thẳng anh người này là ai rồi này kia kia nọ, hỏi rõ nguyên nhân rồi xem anh sẽ trả lời em sao. Chứ nhập nhằng hoặc là người ta nói không đúng thì em cũng không chịu. Tính em là thẳng thắn đâu ra đó. Bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Ngoại hình thì cao trên 1m7. Tại vì em tới 1m67 là đừng có mập, không bụng phệ, không khói. Đen đen chút cũng được. Dạ chỉ vậy thôi. Đụng chạm nha. Không anh Linh, anh đâu có mập lắm đâu, được mà. Còn mà có cái chuẩn hình mẫu lý tưởng thì sao không? Em nghĩ là cái mẫu của em là không có cần phải đẹp trai đâu, miễn cao cao hoặc là gầy gầy chút cũng được, là vậy là được rồi. Cái gì mà dưới, dữ dợ. Chào chị. Anh cao bao nhiêu? Dạ, con 1m69 rồi chị. Chắc không bằng 1m7 như bên bển á, mới qua. Đâu đứng lên dòm dòm. Dạ. Sao ốm quá vậy, thiếu ăn hả? Không phải thiếu ăn mà tại ăn nhiều, mà tại nuôi nhan sắc em hết rồi chị. Vô nhan sắc hết rồi đó. Dạ. Là nhờ vô nhan sắc mà được vậy đó hả? Dạ đúng rồi chị. Không vô không biết làm sao à. Dạ. Đang ngồi hẹn hò bạn bị bạn gái tới ngay tại chỗ đó bắt gặp, thì lúc đó bạn sẽ xử trí như thế nào? Dạ. Tới đó chắc em để bỏ trốn như hai phụ nữ nói chuyện đó. Bỏ trốn hả? Cũng chưa biết giải quyết sao á chị. Thì suy nghĩ đi, tưởng tượng ra khung cảnh đó giờ giải quyết sao? Tại em cũng chung tình, nó không thể nào có chuyện đó đâu chị. Đúng rồi. Đó thì tha nói vậy đi, tôi nói chịu. Anh thấy là được rồi đó. Ổn quá. À, em đi với ai? Có ai tới ủng hộ? Dạ, mình? Hôm nay thì chị em bận đột xuất cho nên là không có đến đây với em được. Có mình em đây thôi. Chị tưởng nó có người thân em mà chị mình trao đổi hai ba ý kiến vậy đó. Dạ, em đi với cậu với mợ với hai đứa em coi. Dạ chào cậu mợ. Cậu mợ thấy sao? Mình thấy không cũng được. Cái này là do cháu mình nữa. Rồi vậy được rồi. Để anh qua anh coi coi bên kia sao nha. Còn vô anh thông báo cho. Em chào anh. Dễ thương quá. Dạ em cảm ơn. Anh bên này anh hơi nhút nhát chút xíu. Nãy giờ anh ngồi bên đây mảnh tay anh rung rung rung, nắng bóp bóp tay hoài luôn. Đừng có hù anh nha, đừng có la nha. Em bên này cũng hồi hộp lắm nè anh. Hồi hộp hả? Dạ. Tưởng tượng anh bên kia thế nào? Em hồi nãy em bảo cái cao cao gầy gầy mà dưới thấy mọi người cười quá, em nghĩ chắc là giống vậy quá. Giống vậy hả? Dạ. Y như em luôn á, bụng không có phệ. Kéo màn lên, các bạn sẽ có 2 phút để gặp mặt, trò chuyện để hiểu hơn về nhau, để xem có tiếng sét ái tình hay không. 2 phút bắt đầu. Em chào anh. Chào em. Dạ. Hồi nãy nghe tiếng hát của em rất là hay. Anh cũng hay thích nghe hát lắm. Dạ. Nhưng mà anh có nghe đờn ca tài tử không? Cũng có. Nhưng mà cũng thích nghe nhạc trẻ hơn. Dạ. Nhưng mà sau chương trình này chắc anh cũng chuyển sang nghe tài tử nhiều. Anh sống ở trên này lâu chưa? Anh sống cũng 4-5 năm rồi. Mình sống ở đâu anh? Anh sống ở quận 7. Mình sống một mình thôi hả? Đúng rồi, còn em? Em thì em cũng sống ở đây cũng 8 năm rồi, gia đình em ở đây. Dạ, nhưng mà em muốn lấy vợ về ở đâu anh? Lấy vợ thì mua nhà ở trên thành phố này em. Có tiền mua chưa em? Dạ, tích góp chắc cũng được nửa căn rồi chị. Tối em có thường đi đâu chơi không? Dạ, cũng ít. Tại vì ở trên này em không có nhiều bạn, mà bạn bè em thì toàn ngành này toàn mấy anh nam mà có vợ hết trơn rồi. Em có thích đi xem phim không? Dạ có, xem phim, ăn uống, hát hò gì đấy em vẫn đi. Vậy chúc em bấm chuông đi, hai đứa mình tối nay đi xem phim. Dạ, okay. Còn công việc của anh thì sao? Anh thì là cũng làm giờ hành chánh. Nhưng mà anh làm về mảng nào ạ? Anh làm về xuất nhập khẩu. Nhập khẩu, dạ. Quận 7 hả anh? Đúng rồi, dạ. Em ở quận mấy? Em ở Bình Tân lận. Bình Tân hả? Xa lắm, có đi nổi không? Không em. Ở điểm nổi hả? Có, đâu xa, em trong thành phố là anh đi nổi hết à. Anh làm em cũng hồi hộp quá à. Cũng muốn hồi hộp muốn chết luôn à. Anh nghĩ tình yêu xuất phát thì sự chân thành, đừng có giả dối với nhau. Có sao mình cứ nói vậy. Chân thành nhưng mà phải chung thủy nữa. Chung thủy là anh có, nãy mới nói em. Anh có cái khuynh hướng bạo lực gia đình không? Không em. Bạo gì nổi với em. Anh thường bị gái quýnh nhiều à, chứ anh không quýnh gái à. Cho anh nói một câu nữa đó, anh nói gì đi.
Thôi mình bấm chuông ha em. Không có nói câu đó nữa. Nói rồi cắt chuông luôn á. Thật ra em là người con gái rất là xinh, rất dễ thương. Cảm ơn. Anh rất thích em. Cái chuyện mà em la hét trong phòng anh không sợ hả? Không em, đó là chuyện bình thường mà. Em la có mình em, anh đâu có nghe đâu, anh biết. Em hốt em mà lấy chồng vậy, em bật là em la vô trong lỗ tai anh đó, chứ em muốn vô phòng la nó đâu. Vậy sao? Anh cũng thích nghe người ta la lắm em. Được, được. Được à. Chứ cũng phải vậy chứ. Phải vậy đó. Suy nghĩ thật kỹ nha. Để tay nút bấm đi. Cái nút đâu anh Linh? Trời đất ơi, tự tìm đi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hai người nắm tay nhau đi bạn. Anh thấy hôn em được không? Dạ thôi, cái chuyện em đây em ngại lắm. Đúng rồi, để chốt ra em hôn anh nha. Một cặp vẽ xem phim. Bạn các bạn sẽ có thêm thời gian để tìm hiểu nhau. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn có những khoảnh khắc thật là ngọt ngào với nhau. Dạ, cảm ơn chị.